Như thế này thì các đứa bé này nó đi dễ như là ăn cơm vậy. Ôi trời. Ôi. Ôi giống như người khổng lồ gượt mình vậy. Ôi sao. Ôi. I love you, Vietnam. Yeah, from Banna tribe. I love you, Vietnam, Banna tribe. But I love you. Chào hả gà chích ô tô luôn. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại thung lũng Omo. Từ cái thành phố Shinga đi đến đây thì khoảng hơn 30 km. Và đây là các bạn trẻ bộ lạc Banana. Nghe tên rất là lạ và muốn quay cho cô bác quý anh chị ha. Đây là cái bộ lạc này, các trẻ con nó đi cà kheo nhìn rất là lạ luôn. Cái cây này cao lên chắc tôi khoảng 1 mét. Nếu như mà trước đây thì có những cái cuộc thi cà kheo ngay tại Việt Nam thì đối với các bé này việc đi cà kheo là một việc khá là bình thường. Giống như người khổng lồ vậy. Banana toga. Go go. Atten dar ke dant zor balu. Ya jam. Look look. Ya ya. Việc mà đi trên những cái cà kheo như thế này thì các đứa bé này nó đi dễ như là ăn cơm vậy. Ôi trời. Ôi giống như người khổng lồ gượt mình vậy. Ôi sao. Ôi. Ai nó đứng. Nó giống như là một người khổng lồ vậy ha. Đi xíu nè, chưa có một lần ngay tục nè. Từ bé thì nó đã được đi như thế này rồi. Đây là một cái cây cao khoảng tầm 2 mét. Và các đứa bé này nó leo lên nó đi. Và đôi dép nó đã mòn hết rồi. Ok. Thậm chí là nó đi nó chịu một chân thôi, nhưng mà đối với nó rất là bình thường. Một cây cây sậy rất là cứng nha. Ok, cây đầy cái gì đó rất là cứng luôn. Đúng rồi, cơ thể thì chỉ có một cái quần nhỏ thôi, ở trên nó đeo một cây thánh giá và mặt mày thì được vẽ kìa, những cái gì đó. Hay quá. Phong em có đi được giống như vậy không Phong? Bó tay luôn á. Nhưng mà ở đây chắc có lẽ là những cái đó để những cái chất của cái cây gì đúng không? Okay. Không đứng im được ha? Không đứng im được, không đứng im được. Đúng rồi, đứng im không được vài giây. Phải di chuyển liên tục à? Yeah, yeah, yeah. Đó, oh, wow, wow, wow. Anh nhả chút xíu mà anh đi ghê không? Thậm chí là gượt mình luôn, đưa một cây luôn. Điều gì vậy Abba? Đi lô cha chú tỏa Abba. Oh. Water này cái chat thế.
Ngồi thắt mình tự rồi. Không biết thì cái việc mà đi như thế này á, nó có giúp ích gì cho các bé hay không, nhưng mà tụi nhỏ thì cứ đi đưa như thế này à. Một cái bộ lạc khá là độc đáo ha. Be careful, motorbike. Thật sự thì đây là một cái gì đó nó rất là lạ đối với bản thân của các anh em khi mà các bé đi cà kheo dễ như đi ăn cơm á. Ô trời, như một người khổng lồ á. Ờ. Và có một đứa bé nó nhỏ xíu xíu rồi nè. Không thể tin được. Siêu nhỏ. Mít chín rồi. Không thể tin được. Mất chín đi. Yeah, Bi. Yeah. Đây là phần nào? Không phải là. Phần nào? Không có thể làm được. Phần nào? Yeah, yeah. Có sửa đâu? Có sửa đâu? Có sửa đâu? 2 tuổi. Bé là tổng khoảng 2 tuổi à? Nhưng mà. Nếu mà 2 tuổi ở Việt Nam mà bây giờ còn nhiều khi không tự làm được cái gì cho bản thân, nhưng mà những đứa bé ở Ethiopia như thế này, bộ tộc Banna. Banna, what name? Banna, Banna tribe. Banna tribe. Yeah, Banna. Chắc có lẽ là việc mà đi lại như thế này giúp cho các bé nhìn quan sát được những cái con vật có thể rượt đuổi nó được nhiều hơn. Okay. Okay. Yeah. Yeah. This Banna tribe, okay? This Banna tribe. Banna tribe. Yeah. Banna tribe, ok. Yeah, ok. Yes, Banna tribe, but I love you. I love you. Yeah, I love you. Yeah, Banna tribe. Banna tribe, I love you. Oh, I love you, Vietnam. I love you, Vietnam. Yeah, from Banna tribe. I love you, Vietnam, Banna tribe, but I love you. Ethiopia. Okay, Ethiopia. Ethiopia. Oti, I love you, Vietnam. I love Ethiopia. Okay. I love Vietnam. I love Vietnam, Ethiopia. Like. Xinjiang, Vietnam. Xinjiang, Vietnam. Xinjiang, Vietnam. Yeah. Xinjiang, Vietnam. Yeah, not the Farangjo Chin. Ah, Paulina, Bangkeo. Bata, Banna tribe. Yeah, Banna tribe. Banna tribe. Yeah. À, các bé thì chỉ mình mẩy thì đen sẫm à, và chỉ có một cái quần cục. This chaka. Chaka. This. Oh. Thấy một cái đoàn du lịch đến. À, tụi nhỏ thì cần một ít thức ăn từ các đoàn khách du lịch, nên tụi nhỏ nó rất là phấn khích khi mà gặp những cái chiếc xe du lịch như thế này. Đây là một cái đoàn khách du lịch nè mọi người. Đây là cái cách chào đón của bọn nhỏ. Chào hơn cả chiếc ô tô luôn. Sơ ta. Mình không. Ôi nha. 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 Bùi Hồ đang quay á, thì bạn trẻ kêu mình để mà vẽ lên mặt như thế này. Maya,
Và đây là một trong những cái cách trang trí của bọn trẻ. Không mình. Yeah, no, no, no. Đây là một cái chất gì đó mọi người. Ok. My head. Ok. Yeah. Hai chú nhóc người bò lạc gì đó. Cái chất này nó rất là mát và nó có vị gì á mọi người? My eyes. Yes, come. Hi, Carmelo. Yes. Where's what? Food. Where's what? Say food. Says what? Food. What? Say what? Just. Okay. Wait, just. Oh, sorry. Okay. Yeah. Hello. Hello. Tôi Việt Nam. Biết tôi Việt Nam. No. Ah, in the Suzia Delu. Okay. In Alimta. In Chatu Ija. Ok. Thôi bây giờ chắc có lẽ mình sẽ chia tay các bé này và mình sẽ di chuyển tiếp thôi. Ok. Mình sẽ cho nó một ít rồi mình di chuyển ha. Yes. No, what? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, nói tiếng Anh hay five, vậy ta. Yes, 5. Yes, ok. Okay. Là một cái điều gì đó rất là lạ đối với các anh em. Nhưng mà ngày hôm nay được chia sẻ được những thước phim như thế này cho cô bác của anh chị là một điều gì đó rất là hay ho khi gương mặt như thế này. Con máy anh có dính không? Đây. Cảm giác sao em tả em nhân đây á, là cái loại bột mà theo chia sẻ là nó vừa trang trí và vừa giữ cái sự bốc hơi của độ ẩm. Cho nên là khiến ra da dẻ của mình không bị mất nước nhiều đó. Cái cảm giác nó mát không? Mát. Giống như mình là mình được đắp mặt nạ với cô bác của anh chị đúng không? Ok. I love you, Ethiopia. Okay. Okay. Hello, T-shirt. Hello, you, Ethiopia. Hello, T-shirt. Okay, thank you. Yes, sir. Rồi, thôi bây giờ chắc có lẽ là các anh em sẽ chia tay. One. Đây, con đúng. I know, Carmilla, one. Rồi bây giờ các anh em sẽ tranh thủ rời đi ha. Yeah.
Sẽ bớt đi, sẽ chứng gần như thế. Ở đây người ta chỉ cần có một viên kẹo, hai viên kẹo, người ta rất là vui nha. Không đòi hỏi. Mới lăng, mới lăng. Anh chị nói anh chị cách mở ra. Open, open. Hả? Open. Biết mà. Biết. Ôi, gớt kìa. Bây giờ, bây giờ. Ôi cay 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 cay. Chưa chưa. Các đứa bé phải được đục hai cái răng cửa như thế này. Đây là những đứa bé gái. Oh, ok ok. Achali. Achali. Look this. Achali. Nó ăn kẹo không quên. Caramelo. Ai, anh chưa đồng hồ, em mila chưa makan. Cay cay. Không, cay kìa, thấy cay kìa. Nhả kìa. Chăm mì. Ai, anh chưa đồng hồ chả ra kìa. Chăm mì. Ừ, anh kẹp xe, caramelo. Nó caramelo. Ai, ai, ai. Khăn đi mila chi. Mila chi sao? Khăn nhả ra ngàn đi mila chi. Milan chi. So you want to be with them? Yes. I'm going to say, tell them to say, I love you Vietnam. I love you Vietnam. Go. Alale ko. Ishi. I need to get an anaku buje. Bombi. Ishi, bombi Allah satan oi. Taragaga. Yeah. I love you Vietnam. Sma. Alale ko. Yeah. I love you Vietnam. Tara, ishi. Ija, yo. I love you Vietnam. Yo. One. Tony, Raman, she's I love you Vietnam. I love you Vietnam. I love you Vietnam. I love you Vietnam. We love you Vietnam. We love you Vietnam.
from Ethiopia. From Ethiopia. Mursi tribe. Mursi tribe. We love you so much. We love you so much. I love you, Vietnam. I love you, Vietnam. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.